Với các bạn, hôm nay điểm máy xong anh sẽ giới thiệu nhanh cho các bạn cái máy phun đa năng của hãng Oshima, có mã là T3WF. Con này là máy 2 thì nhưng mà nó nhập khẩu Thái Lan. Thì con này thực ra cái kết cấu hay là cái hình dáng của nó thì giống tương tự như những cái máy của Oshima trước đây, hoặc là những cái máy của Honda, vì nó khác Honda hay là Oshima hay những cái hãng khác, nó khác nhau ở cái động cơ này thôi. Đó, còn con này nếu mà bác nào mà thích dùng động cơ 2 thì nhưng lại của Thái Lan ấy, thì 2 thì Thái Lan thì con này là con cực kỳ hợp lý luôn. Còn 4 thì Thái Lan thì chắc chắn là Honda rồi. Còn con 2 thì Thái Lan thì bác có thể dùng con này. Đó, 2 thì Thái Lan thì dùng con này cực kỳ ok. Phụ kiện của nó thì tất nhiên là cũng đầy đủ rồi. Một cái bình pha xăng nhớt này. Con này dùng xăng pha nhớt tỷ lệ 25:1 nhá. Một vài cái ống nối. Ống nối và ống phun xương, phun khô, phun nước. Đây là hai cái ống. Ở đây máy này đang được lắp sẵn cái chế độ phun nước, nên một vài cái phụ kiện nó đã lắp sẵn trong này rồi. Và một cái miếng phun đồ khô này. Phụ kiện tháo lắp máy. Một cái nắp để chúng ta có thể lắp khi chúng ta phun đồ khô, thay vào đây. Đó, còn tất nhiên còn các bác nào mà muốn chi tiết về cái máy này thì các bạn có thể xem cái máy, tôi giới thiệu cái máy phun đa chức năng của Oshima 3WF43 hoặc là KCT hoặc là máy Volga, máy Kubota, những cái máy 2 thì nó kết cấu tương tự nhau hết, kể cả tháo lắp nó cũng tương tự nhau. Bình cũng là bình 25 lít nhá. Đó. Còn cái máy này thì thực ra là nhìn nó khôn hơn rất là nhiều so với những máy ở bên Trung Quốc. Kể cả hàng nội địa Trung Quốc. Đó. Đây, chữ Thái Lan thì nó được dập bên trong lốp máy, cái này phải tháo ra mới thấy, còn ở bên ngoài nó cũng có. Đó, kể cả cái tấm đệm này đều là bằng inox hết nhá. Đó, đây, Made in Thái Lan dập trên máy luôn nhá. Đó. Rồi, cơ bản về cả tháo lắp và những cái chức năng khác của máy thì các bạn có thể xem cái video kia. Còn cái video này tôi chỉ giới thiệu với các bạn cái sơ qua về cái máy hàng Thái Lan này. Nếu bác nào mà thích dùng hàng xịn và hãng mà phun cũng phun với bột thì các bạn có thể tham khảo qua cái máy này. Đó, máy này ngon, máy này thì dùng không lo bị sửa chữa những cái lỗi linh tinh vặt. Đó, ok rồi. Bạn nào mà có nhu cầu tham khảo về cái máy hoặc là mua cái máy này thì các bạn có thể liên hệ theo cái số điện thoại hiện trên màn hình, hoặc là tham khảo thêm ở trên trang web điểm máy xong anh.com. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.